Vâng, Trường Phát xin chào mọi người đang xem video. Sáng nay em lại giới thiệu và test một chiếc Equalizer của hãng Mazda. Model của nó là EQ 20D. EQ 20D của Mazda có size là 42 với mặt nhôm phay màu vàng chanh. Mặt nhôm phay màu vàng chanh còn là rất đẹp các bác nhé. Hầu như là nó rất ít vết xước. Hai mươi cần chỉnh nhạc, mỗi vế là 10 cần và trên mỗi cần này có đèn màu đỏ, đèn màu đỏ sáng khi bật qua qua lọc thì nó sẽ sáng lên và khi tắt lọc thì là nó bắt đèn, thì nó chỉ còn cái đèn nguồn này thôi. Đó, đây là chế độ không qua lọc âm thanh. Khi bật lên thì đèn nó sáng lên. Màu sáng của cần gạt nó rất là dịu nha các bác nha, nó không bị chói, nó rất là dịu. Nhìn rất đẹp. Còn chiếc lọc Mazda 20D này cũng rất ít thấy. Để mua được một chiếc lọc đẹp cũng không phải là dễ. Lâu lắm em mới mua được một chiếc lọc hàng chất lượng mà nó còn tương đối là đẹp như thế này. Lọc có hai đường vào line in và tap in và có một đường ra line out. Đây là lọc được sản xuất tại Nhật và xuất sang thị trường châu Âu. Đây là chạy hai cầu điện 220V, 240V và 110V, 120V đều được. Đây mũi tên đang chỉ sang 220V. Em đang chạy điện 220V các bác nhé. Ở Việt Nam thì dùng 220V nó tiện, đỡ phải qua cái đổi nguồn. Và em quay bên trong nội thất của chiếc lọc hiệu Mazda EQ20D. Với các dây cáp còn được cột vào. Đây là nguyên bản từ lúc sản xuất. Biến áp nguồn vẫn còn màu vàng các bác nhé. Đây là chiếc lọc hàng chất lượng. Đây là em sẽ quay kỹ để cho các bác nhìn cho nó từng chi tiết rõ ràng. Đây, với các con ốc vẫn là màu vàng bốn góc.
vì bên quả lọc còn đẹp, nguyên zin, chưa có một mớ hạt. Vâng, em bao cho các bác là lọc còn zin 100% nhé, chưa qua sửa chữa, chưa có một mớ hạt, zin tuyệt đối. Giờ em sẽ test qua chất âm của lọc. Em đang ghép chiếc lọc với con âm ly Pure Y55. Tắt tạp đi, chất âm nghe nó khác hẳn luôn các bác nhé. Và đèn nó cũng tắt đèn luôn. Và bật lên thì đèn nó lại sáng nhé. Bát mở nhỏ nhưng mà bát lên rất sâu. Đây là cầu vào nhé các bác nhé, cầu vào nine in và tab, khi cắm đằng sau cổng nào thì nó hát. Lọc ma răng thì chất của nó thì rất tuyệt vời, trong sạch, tính chất nên nó không bị chói. Mọi chức năng của lọc còn hoạt động hoàn hảo, nguyên zin. Đây là cái nắp đựng của nó đây các bạn. Còn bác nào chưa biết thông tin về chiếc lọc ma răng 20D này thì có thể xem thêm thông tin ở trên mạng và xem kỹ trước khi liên hệ với em qua số điện thoại 0935 668 698 hoặc kết bạn Zalo để biết thêm chi tiết. Giá em để ở trên bài.
và em sẽ đưa ra giá hợp lý để cho các bác dễ mua, có thể nói là giá rẻ nhất Việt Nam. Bác nào thấy được thì nhanh tay liên hệ với em, vì chỉ có một con duy nhất. Ok, xin chào.